Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 với chủ đề tuổi Mão đang cực kỳ sôi sục. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 cho thấy tuổi Thìn được những người trong gia đình giúp đỡ rất nhiều về tài chính. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý tình duyên. Tuổi Tý trong ngày nên cảnh giác hơn đối với những người tuổi Thân vì họ có ý định hãm hại bạn. Công việc. Trong công việc, chỉ vì bạn hơn đồng nghiệp nên họ luôn ganh đua hơn thua với bạn. Tài chính. Nếu bạn muốn nâng cao chi tiêu thì lúc này nên mạo hiểm đầu tư tài chính thì hơn. Cẩn trọng. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 cho thấy tuổi Tý không nên hòa nhập với đồng nghiệp của mình. Con số may mắn số 9, số 12, màu sắc may mắn màu tím, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, giờ tốt 9 giờ. Tuổi Sửu, tình duyên. Trong ngày hôm nay, con giáp này sẽ gặp một người yêu thương mình thật lòng nên bạn hãy cố gắng đón nhận nhé. Công việc, vì bạn đã cố gắng nên công việc cũng ổn định hơn rất nhiều so với thời gian trước. Tài chính, dù bạn cố gắng rất nhiều nhưng tình hình tài chính vẫn chưa thật sự ổn định cho lắm. Cẩn trọng, theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu nên đề phòng việc tiền bạc thì hơn. Con số may mắn số 6, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Hợi, giờ tốt 6 giờ. Tuổi Dần, tình duyên. Tuổi Dần đang nghi ngờ nhiều chuyện nhưng vẫn không thể chắc chắn được rằng có xảy ra nữa hay không. Công việc. Hãy luôn cố gắng đề cao tinh thần cống hiến trong công việc thì đi đâu bạn cũng được mọi người yêu quý. Tài chính. Tháng đầu năm 2022 xảy ra mất cấp, tuổi Dần nên cẩn thận giữ đồ cho mình thì hơn. Cẩn trọng. Mệnh chủ, bạn có tật nói nhiều nhưng lại nói dài làm nhiều người phật lòng. Con số may mắn số 22, số 25, màu sắc may mắn màu xanh, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tý, giờ tốt 11 giờ. Tuổi Mão, tình duyên. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 cho biết trong ngày tuổi Mão có thể sẽ nói những lời không hay khi ở bên cạnh người ấy. Công việc. Trong công việc, tuổi Mão gần như là một người rất tâm huyết nhưng không ai nhận ra được điều đó. Tài chính, nhờ có phúc tinh mà hôm nay con giáp này phát triển hơn về tình hình tài chính trong ngày. Cẩn trọng, trong ngày bạn đừng giúp đỡ người khác và cũng được người khác giúp lỡ lại họ, nhưng đừng phụ lòng họ nhé. Con số may mắn, số 16, số 24, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, giờ tốt, 10 giờ. Tuổi Thìn, tình duyên. Tuổi Thìn, đừng để dễ nổi nóng với người ấy, đặc biệt khi họ đang trong thời gian cần nhất những người chia sẻ. Công việc. Bạn sẽ phải trả giá sớm nếu làm bất cứ điều gì có lỗi trong công việc. Tài chính. Tuổi Thìn được những người trong gia đình giúp đỡ rất nhiều về tài chính. Cẩn trọng. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 cho biết trong ngày mọi người xoay lưng với tuổi Thìn vì sự ích kỷ của bạn. Con số may mắn số 15, số 20, màu sắc may mắn, màu xanh, màu tím. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, giờ tốt, 13 giờ. Tuổi Tỵ, tình duyên. Tuổi Tỵ rất khó khăn mới có thể lấy được hạnh phúc. Nhưng hiện tại, nhưng cũng đừng vì thế mà sớm chủ quan. Công việc.
Thời gian này tốt nhất đừng ký bất cứ hợp đồng nào có giá trị lớn. Tài chính. Trong ngày khi có chính tài vào mệnh, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được tiền nhờ kinh doanh nhà đất. Cẩn trọng. Tuổi Tỵ bạn không nên trêu đùa với tình cảm của người khác. Con số may mắn số 2, số 5. Màu sắc may mắn màu tím, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Giờ tốt 16 giờ. Tuổi Ngọ tình duyên. Trong gia đình tuổi Ngọ có thể phải chịu nhiều uất ức dẫn tới có thể hôm nay không được tốt. Công việc. Tuổi Ngọ vẫn nên lo lắng cho công việc, đừng cù bất cù bơ như thế nữa. Tài chính. Trong ngày nếu tuổi Ngọ không ý thức được mình cần phải làm gì để kiếm tiền thì mọi việc đâu lại hoàn đấy mà thôi. Cẩn trọng, bản mệnh không được gây rối nơi công cộng nhé. Con số may mắn số 29, số 32. Màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Sửu. Giờ tốt 17 giờ. Tuổi Mùi tình duyên. Tuổi Mùi hãy cố gắng vì mọi thứ vẫn đang còn hy vọng, bạn và người ấy có thể sẽ quay lại với nhau được. Công việc. Trong công việc, hãy cứ giữ tinh thần làm việc tốt như hiện tại, mọi thứ cũng sẽ tốt lên mà thôi. Tài chính. Cung quan lộc khá sáng nên tuổi Mùi có thể nhanh chóng kiếm tiền nhờ những tài lẻ của mình. Cẩn trọng. Tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022 cho biết khi ra đường tuổi Mùi nên chú ý đến hình tượng của bản thân. Con số may mắn số 9, số 11. Màu sắc may mắn màu cam, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Giờ tốt 10 giờ. Tuổi Thân tình duyên. Người tuổi Thân có quá khứ đau khổ trong tình yêu. Nhưng đừng vì thế mà lo lắng, người kia sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Công việc, sự nghiệp mới sáng lên thì lại đen tối. Chỉ vì sự cố mà gần đây tuổi Thân gặp phải trong công việc. Tài chính, tình hình tài chính của con giáp này chưa thật sự ổn định vì gặp hạn thiên la. Cẩn trọng, tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết bạn không nên hợp tác làm ăn vào ngày hôm nay. Con số may mắn số 22, số 30. Màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi. Giờ tốt 7 giờ. Tuổi Dậu tình duyên. Tuổi Dậu nên cảnh giác với những lời ngọt ngào của đối phương vì đó có thể là một cái bẫy mà thôi. Công việc. Trong công việc con giáp này mặc dù rất hăng hái, nhưng bạn đâu có biết điều đó lại gây chướng tai gai mắt cho người khác. Tài chính. Tình hình tài chính của tuổi Dậu kém sắc, khó tiết kiệm được tiền bạc trong ngày. Cẩn trọng, con giáp này dễ bị người khác điều khiển tâm lý. Con số may mắn số 10, số 12. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu tím. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tuất. Giờ tốt 12 giờ. Tuổi Tuất tình duyên. Người tuổi Tuất và gia đình có nhiều khúc mắc không thể giải quyết nên đã chọn chiến tranh lạnh rất lâu. Công việc, sự nghiệp trong ngày được thắp sáng nên tuổi Tuất cứ yên tâm, sẽ không có gì làm bạn lo lắng nữa đâu. Tài chính, bạn khá lo khi tài vận trong ngày không được cải thiện. Cẩn trọng, đối với tuổi Tuất mà nói, bạn rất cẩn trọng trong việc giữ hình tượng trong ngày hôm nay vì vô tình làm mất tất cả. Con số may mắn số 8, số 12. Màu sắc may mắn màu đen, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mão. Giờ tốt 8 giờ. Tuổi Hợi tình duyên. Tình duyên rẽ lối. Tuổi Hợi và người ấy rất có thể sẽ không còn muốn nhìn thấy mặt nhau nữa. Công việc, bản mệnh trong ngày do có một số lời tai tiếng vì công việc nên bạn không thể chịu được mà đã bỏ cuộc. Tài chính, vấn đề tài chính của bạn gần đây chưa được tốt khi tất cả đều cùng dùng tiền để đếm. Cẩn trọng,
Thời gian gần đây tuổi Hợi nên theo dõi sức khỏe của mình. Con số may mắn số 6, số 9, màu sắc may mắn màu xanh, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Dậu, giờ tốt 14 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những